Tu hội truyền giáo Vinh Sơn, tỉnh dòng Việt Nam, 38 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Tiểu sử cha Du Xe Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1988 tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng, thuộc giáo xứ Lộc Đức, giáo phận Đà Lạt. Rửa tội ngày 25 tháng 12 năm 1988 tại nhà thờ Thượng Thanh, giáo phận Đà Lạt. Thêm sức ngày 28 tháng 5 năm 2000 tại nhà thờ Đức Thanh, giáo phận Đà Lạt. Gia nhập đệ tử viện ngày 29 tháng 8 năm 2011 tại Đà Lạt. Học kết học tại Học viện Durado từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 8 năm 2015. Vào nội chủng viện ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Túc Trưng, Đồng Nai. Làm lời quyết tâm ngày 13 tháng 8 năm 2016 tại Đà Lạt. Học thần học tại Trung tâm Học vấn Đa Minh từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2020. Mục vụ tại Tu viện Vinh Sơn Túc Trưng từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Khấn chọn ngày 20 tháng 7 năm 2021, thụ phong linh mục ngày 25 tháng 8 năm 2022, mục vụ tại Cộng đoàn Con Sơm Lũ, giáo phận Kon Tum từ tháng 5 năm 2022 đến nay, được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022, văn phòng tỉnh dòng Vinh Sơn, Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.